Chương 01 Toàn dân hải đảo thời đại. Nghe đọc truyện miễn phí tại Truyen.Audio. Ha ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu. Không sai, lập tức phải tiến nhập vô tận hải, ta thời đại gần đến. Thôi đi, cái gì thời đại của ngươi, ngươi có thể thành công trở thành đảo chủ rồi hãy nói, thật sự cho rằng trở thành đảo chủ rất dễ dàng. À, ngươi nghĩ rằng ta không được. Nhìn về phía trước tranh chấp mấy người, Diệp Trường Ca trầm mặt không nói. Vô tận hải a. Diệp Trường Ca trong lòng cảm khái vạn phần, cuối cùng đã tới ngày này. Diệp Trường Ca cũng không phải người của thế giới này, hắn là một cái xuyên Việt giả. Lam Tinh so với kiếp trước khoa học kỹ thuật còn muốn phát triển, nhân khẩu cũng nhiều hơn 10 lần. Có thể cũng chính bởi vì vậy, Lam Tinh tài nguyên sắp xỉ khô kiệt, toàn bộ tinh cầu đều có đi hướng diệt vong xu thế. Mà ngay tại lúc này, xuất hiện chuyển cơ. Vô tận hải hàng lâm. Mọi người tiến nhập vô tận hải, trở thành vô tận hải đảo chủ, thu hoạch toàn bộ sinh tồn tài nguyên. Lam Tinh có thể sinh tồn, thậm chí tương đối phía trước phát triển càng cường đại hơn. Mà Lam Tinh cũng từ đây tiến nhập thời đại mới, hải đảo thời đại. Phàm là tuổi tròn 18 tuổi nhân, đều có thể tiến nhập vô tận hải. Vô tận hải diện tích vô ngân, vẹn vẹn là đã thăm dò khu vực, cũng đã là Lam Tinh diện tích mấy nghìn lần. Nơi đây có vô số chủng tộc, vô số hung thú. Đây là một cái cực kỳ thế giới nguy hiểm, nhưng đối với nhân loại cũng là cơ duyên vô hạn thế giới. Bởi vì vô tận hải tồn tại một cái đặc thù cơ chế. Phàm là đệ một lần tiến nhập vô tận hải nhân, đều sẽ bị tùy ý phân phối đến vô tận hải một cái ban đầu hải đảo. Trở thành kiến tập đảo chủ. Kiến tập đảo chủ ủng có 1 tháng bảo hộ kỳ, trong lúc sẽ không bị bất kỳ tấn công nào. Còn như 1 tháng sau, vậy biết nghênh đón vô tận hải khảo nghiệm. Đến lúc đó sẽ có hung thú tấn công hải đảo, chỉ cần có thể kháng trụ 3 đợt công kích là có thể trở thành vô tận hải chính thức đảo chủ. Nhưng này cũng không dễ dàng. Lam Tinh bên trên mỗi một hàng năm tròn 18 tuổi nhân, cũng đều là mấy ngàn vạn nhiều. Nhưng mà, trong những người này có thể trở thành là lĩnh chủ, cũng là ít lại càng ít. Thậm chí trong đó 99% đều sẽ bị đào thải hết. Chỉ khi nào trở thành chính là đảo chủ, số mạng sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bởi vì cho dù là sơ giai đảo chủ cũng có tùy thời truyền tống về Lam Tinh, thậm chí đem chính mình trên đảo tài nguyên mang về Lam Tinh. Vô tận hải thú loại cùng với nguyên liệu nấu ăn, đều ẩn chứa năng lượng đặc thù. Người thường ăn đều có thể kéo dài thọ mệnh. Nhất là rất nhiều hung thú thịt, người bình thường kia ăn đều có thể trở thành tiến hóa giả. Tiến hóa giả là Lam Tinh thời đại mới chủ lưu. Thời đại mới càng là người mạnh là vua thế giới. Hắc thiết cấp tiến hóa giả đều có thể một tay cử đỉnh, thanh đồng cấp tiến hóa giả có thể tay tiếp viên đạn, bạch ngân cấp có thể không nhìn đại bộ phận súng ống uy hiếp. Thậm chí có cường đại tiến hóa giả có thể không nhìn vũ khí hạt nhân. Một cái liền thông Lam Tinh cùng vô tận hải hải đảo, thường thường chính là tư nguyên đại biểu. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói là một cái cơ hội. Đời này, hắn từ nhỏ là ở viện mồ côi lớn lên. Bây giờ cái này thời đại mới không có bối cảnh cùng hậu trường, vậy nếu không có tài nguyên. Đồng dạng là 18 tuổi, có thể Diệp Trường Ca bây giờ còn là một người bình thường, không phải tiến hóa giả. Nhưng mà, hắn cùng lớp đồng học cũng là có không ít người trở thành tiến hóa giả, thậm chí đẳng cấp tối cao đã là hắc thiết tam tinh. Hắn chỗ ở trường học tối cao đều có hắc thiết cấp cửu tinh tiến hóa giả. Thậm chí nếu không phải lần đầu tiến nhập vô tận hải, tiến hóa đẳng cấp vượt lên trước hắc thiết cấp sẽ không phân phối ban đầu hải đảo, không cách nào trở thành đảo chủ lời nói. Cái này sợ rằng thanh đồng cấp thậm chí là bạch ngân cấp 18 tuổi tiến hóa giả, cũng là có khối người. Lúc này, một người đàn ông trung niên đi tới Diệp Trường Ca bên người, mở miệng lần nữa hỏi một câu. Diệp Trường Ca, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Không được, Lâm lão sư. Diệp Trường Ca cười nhạt. Ai, ngươi? Lâm lão sư khẽ lắc đầu một cái, ngươi là ta khá là đẹp đẽ học sinh, nhưng là phải nghĩ y theo dựa vào chính mình lực lượng trở thành đảo chủ, cái này là không có khả năng. Kỳ thực ngươi có thể tuyển trạch gia nhập vào một ít thế lực, nói như vậy, ngươi trở thành chính thức đảo chủ tỷ lệ sẽ đề thăng rất nhiều. Lâm lão sư mấy câu nói, làm cho chu vi quan tới không ít ánh mắt hâm mộ. Dù sao đối với 99% người, là căn bản không khả năng có bất luận cái gì cơ hội trở thành chính thức đảo chủ. Diệp Trường Ca có thể có như vậy cơ hội, cái kia tự nhiên là khiến người ta ước ao. Ước ao. Diệp Trường Ca trong lòng cười nhạt. Đối với sơ nhập vô tận hải tân nhân, các đại thế lực đều sẽ căn cứ cái tiềm lực của con người dành cho nhất định đầu tư. Chỉ khi nào vô tận hải chính thức đảo chủ, vậy sẽ trở thành bỏ vốn phương làm công người, tự thân chịu đến rất nhiều hạn chế. Diệp Trường Ca chính là nhìn thấu điểm này, hắn cự tuyệt sở hữu thế lực đầu tư. Những thứ này nói dễ nghe một điểm là làm công người, nhưng trên thực tế hoàn toàn chính là thời đại mới cao cấp nô lệ. Cao cấp nô lệ cũng là nô lệ. Hắn làm sao lại đi làm? Đối mặt Lâm lão sư lần nữa mời, Diệp Trường Ca cuối cùng chỉ là mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Lâm lão sư hít một khẩu khí, hắn bỏ qua. Trong lòng tràn đầy tiếc hận. Nếu như cái này Diệp Trường Ca đồng ý, hắn trở thành thầy chủ nhiệm cơ hội càng lớn hơn. Ông. Trong lúc bất chợt, Diệp Trường Ca tay phải hơi sáng lên, nhiều một cái nhàn nhạt mơ hồ kim sắc ấn ký. Hải đảo ấn ký. Sở dĩ là mơ hồ đậm kim sắc, đây cũng là bởi vì Diệp Trường Ca còn không phải là chính thức đảo chủ. Chỉ có trở thành chính thức đảo chủ phía sau, hải đảo ấn ký mới có thể triệt để lạc ấn. Hiện tại chỉ cần kích phát một lần, cái này hải đảo ấn ký sẽ tiêu thất. Diệp Trường Ca không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp tuyển trạch kích phát. Bá. Bạch quang lóe lên. Diệp Trường Ca liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái địa phương xa lạ, sau đó, từ nơi sâu xa một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Ngươi đã tiến nhập vô tận hải. Kiểm tra đo lường ngươi là lần đầu tiến nhập vô tận hải, ngươi đem ngẫu nhiên phân phối ban đầu hải đảo một cái. Ngươi đã trở thành vô tận hải kiến tập đảo chủ. Ngươi tiến nhập tân nhân bảo hộ kỳ, kế tiếp 30 ngày bên trong ngươi bị vô tận hải ý chí gia hộ. Tân nhân bảo hộ kỳ. 29 thiên 23 giờ đồng hồ 59 phút 59 giây, đây là mỗi một tân nhân tiến nhập vô tận hải đặc quyền. Sau đó, Diệp Trường Ca trước mắt xuất hiện một cái màn sáng giao diện, tiến nhập vô tận hải độc hữu hải đảo giao diện. Hải đảo giao diện có thể tiến hành giao lưu cùng với giao dịch. Có thể kiến tập đảo chủ quyền hạn cũng là cực thấp, thông thường chỉ có thể làm nói chuyện phím. Hơn nữa cũng chỉ giới hạn trong cùng còn lại kiến tập đảo chủ. Nhưng Diệp Trường Ca cũng không hề để ý, chính mình cái này hải đảo giao diện. Bởi vì giờ khắc này sự chú ý của hắn đều tập trung ở khác một cái giao diện bên trên. Hệ thống giao diện. Ân. Chính là hệ thống. Thành tựu xuyên Việt giả, Diệp Trường Ca tự nhiên cũng sở hữu hệ thống. Nhưng hắn hệ thống cũng không có trước tiên xuất hiện. Mà là bổ sung năng lượng đầy ước chừng 18 năm, thẳng đến một tháng trước Diệp Trường Ca tròn 18 tuổi ngày nào đó, hệ thống lúc này mới bổ sung năng lượng kết thúc. Sau đó, tiến nhập bị kích hoạt trạng thái. Kích hoạt hệ thống cũng rất đơn giản, đó chính là tiến nhập vô tận hải. Hệ thống, ngươi bây giờ nên kích hoạt rồi a. Diệp Trường Ca sâu hấp một khẩu khí, hắn hiện tại liền trông cậy vào cái hệ thống này. Keng. Đột nhiên, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Kiểm tra đo lường hoàn cảnh phù hợp. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 02. Keng. Ngươi thu hoạch thần cấp củ cải trắng một cái. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyen.audio. Keng. Kiểm tra đo lường hoàn cảnh phù hợp, thần cấp nông trường chính thức kích hoạt. Thần cấp nông trường. Diệp Trường Ca sửng sốt. Tình huống gì? Ta hệ thống lại là một cái nông trường. Như vậy tình huống, làm cho Diệp Trường Ca có chút thất vọng. Có thể làm hắn nhìn xong chính mình cái này thần cấp nông trường phía sau, Diệp Trường Ca liền biết mình sai rồi. Thần cấp nông trường. Đem vạn vật thần cấp hóa. Thần cấp nông trường, đẳng cấp. Một level, 0, 100, thần cấp hóa. 0, 3, năng lực 1. Có thể đem vạn vật thần cấp hóa. Năng lực 2. Có thể đem 10m thổ địa thần cấp hóa, khác với vạn vật. Một level thần cấp nông trường là có thể thần cấp hóa 3 lần. Sau đó, sở hữu 10 thước vuông thần cấp thổ địa. Đối với tình huống như vậy, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, có một cái suy đoán. Sau đó, hắn lấy ra tự mình cổng bao. Lần đầu tiến nhập vô tận hải tối đa chỉ có thể mang 10 kg đồ đạc. Diệp Trường Ca ngoại trừ một ít sinh tồn công cụ, cùng với một ít khẩn cấp áp suất thực phẩm, còn có một chút đặc thù đồ vật. Đó chính là hạt giống. Vô tận hải sở hữu năng lượng đặc thù. Bất luận cái gì một cái ban đầu hải đảo đều có thể trồng trọt Lam Tinh bên trên sở hữu hạt giống. Hơn nữa trồng trọt đi ra trái cây, tuyệt đối so với Lam Tinh bên trên muốn tăng lên mấy cái đẳng cấp. Thậm chí có ít thứ ở vô tận hải trên hải đảo trồng trọt đi ra, không luận là hiệu quả vẫn là tác dụng, so với hung thú thịt đều mạnh hơn. Hơn nữa cho dù là thông thường cây nông nghiệp, ở chỗ này trồng trọt bên trên cũng không đơn giản. Cường thân kiện thể, hàng năm ít thọ. Thậm chí đặc thù cây nông nghiệp, ăn nhiều đều có thể người thường trước giờ trở thành tiến hóa giả. Vì vậy, bất luận cái gì một cái kiến tập đảo chủ đều sẽ mang lên số lượng nhất định hạt giống. Cho dù là không cách nào trở thành chính thức đảo chủ, vậy cũng có thể bằng vào một tháng kiến tập đảo chủ thân phận, ở trên hải đảo trồng trọt một nhóm cây nông nghiệp, kiếm một món tiền. Trên thực tế, rất nhiều không có gì lòng tin người, đều là nghĩ lấy dựa vào cái này thời gian một tháng, đi trồng trọt cây nông nghiệp hoặc là cái gì khác. Diệp Trường Ca tự nhiên cũng dẫn theo một ít hạt giống. Đều là rất thường gặp cây cải củ, khoai tây, cà chua, lúa nước chờ, các loại. Những thứ này cây nông nghiệp dưới đáy biển bên trên trồng trọt đứng lên, thành thục kỳ đem rút ngắn đến 10 ngày. Thậm chí một ít năng lượng nồng nặc hải đảo, 3 ngày là có thể thành thục một lần. Không sai. Diệp Trường Ca dự định đối với loại mầm móng này tới một cái thần cấp hóa. Hắn rất muốn biết cái này thần cấp hóa phía sau sẽ là tình huống gì. Hệ thống, cho ta đem những mầm móng này đều cho thần cấp hóa. Diệp Trường Ca nắm một cái cây cải củ hạt giống nói. Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng trong nháy mắt vang lên. Thần cấp hóa thành công. Ngươi thu được thần cấp cây cải củ hạt giống 1 viên. Diệp Trường Ca. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng có cái gì kinh thiên động địa cảnh tượng hoành tráng. Có thể kết quả đây. Đừng nói cảnh tượng hoành tráng. Thậm chí trên tay hắn một bả cây cải củ hạt giống, cũng chỉ có 1 viên thần cấp hóa. Nhưng là kim sắc. Chỉ có thể thần cấp hóa 1 viên hạt giống. Diệp Trường Ca nhướng mày. Hơn nữa loại mầm móng này thuộc tính. Thần cấp củ cải trắng hạt giống. Có thể trồng trọt xuất thần cấp củ cải trắng, thành thục thời gian 3 giờ đồng hồ. 3 giờ đồng hồ sao? Diệp Trường Ca mắt sáng lên. Cư nhiên ngắn như vậy. Cũng không biết trồng ra thần cấp củ cải trắng sẽ là tình huống gì. Hắn quyết định bắt đầu trồng trọt một lần. Bất quá. Chủng phía trước, trước tiên cần phải đem thổ địa quyết định tốt. Tận đến giờ phút này, Diệp Trường Ca lúc này mới bắt đầu quan sát chính mình hải đảo. Toàn bộ hải đảo diện tích không lớn. Tiếp cận hình tròn. Đường kính 100 mét. Diện tích cũng chính là 7-8 ngàn m. Ban đầu hải đảo đều như vậy. Bất quá, một ngày thoát khỏi kiến tập 2 chữ, trở thành chính thức đảo chủ. Như vậy hải đảo diện tích biết tăng lên trên diện rộng. Căn cứ hải đảo phát triển, cùng với khảo hạch thành tích, thu được mấy chục lần. Thậm chí là gấp mấy trăm lần tăng lên. Cuối cùng, Diệp Trường Ca ở trung tâm một chỗ vị trí, đem 10 thước vuông thổ địa tiến hành thần cấp hóa. Bá. Tiến hóa lóe lên. 10 cái đặc thù khối đất phương thức thổ địa xuất hiện. Một cái khối đất 1 m. Cũng không có nhìn ra cùng còn lại thổ địa có cái gì bất động nha. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, đem viên kia kim sắc hạt giống trồng. Sau một khắc, làm cho Diệp Trường Ca trợn mắt hốc mồm chuyện xuất hiện. Chỉ thấy hạt giống một loại dưới, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc rễ nảy mầm. Rất nhanh, một cái nho nhỏ loli tiểu miêu xuất hiện. Thần kỳ là, cái này loli tiểu miêu cùng bình thường loli tiểu miêu không có gì khác nhau. Nhưng là mơ hồ tản ra ánh sáng màu vàng ống. Xác thực bất phàm. Điều này làm cho Diệp Trường Ca tràn đầy chờ mong. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không có vẫn nhìn. Hắn xuất ra chính mình chuẩn bị giản dị trướng bồng, cùng với đơn giản một chút công cụ, bắt đầu xây dựng chính mình dừng tay. Loại này trướng bồng cực kỳ nhẹ, có thể xây dựng phía sau cũng là cực kỳ kiên cố. Có thể chống đỡ cấp 7 cấp 8 bão, cùng với 8 ngày mưa to. Hơn nữa cũng rất dễ dàng xây dựng. Diệp Trường Ca tốn vài chục phút liền làm xong. Sau đó, làm khá hơn một chút công cụ phía sau, Diệp Trường Ca lượn quanh cùng với chính mình hải đảo đi dạo một vòng. Cùng chính mình ở trên sách giáo khoa hiểu rõ giống nhau. Bốn chu hải vực không có vật gì. Tuy là có mấy chục triệu người trở thành kiến tập đảo chủ, nhưng trong lúc gần như không có khả năng nhìn thấy còn lại đảo chủ. Mà đang ở Diệp Trường Ca đi lang thang thời điểm, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng đột nhiên vang lên. Ngươi trồng trọt cây nông nghiệp đã thành thục, mời đúng lúc thu hoạch. Lại còn có gợi ý. Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn động tác cũng không chậm. Rất nhanh, hắn đi tới thần cấp thổ địa bên này. Sau đó, hắn liền trợn tròn mắt. Cái này tơ mờ giờ là cây cải cũ. Nhìn trước mắt cái này có cao một thước cây cải cũ. Cây. Diệp Trường Ca vẽ mặt mộng quay vòng. Có như vậy cây cải cũ. Xin hỏi có hay không tiến hành thu hoạch? Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, làm cho Diệp Trường Ca phục hồi tinh thần lại. Ách, cái này. Làm như thế nào thu gặt? Thu hoạch. Diệp Trường Ca theo bản năng hô. Sau đó, cây cải củ cây trong nháy mắt héo rũ tiêu thất, Diệp Trường Ca trước mắt nhiều hơn một cái đặc thù cực lớn củ cải trắng. Thành công. Liên tiếp gợi ý của hệ thống tiếng liên tiếp vang lên. Thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm E1. Ngươi thu được thần cấp củ cải trắng một cái. Ngươi thu được thần cấp củ cải trắng hạt giống 10 khỏa. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mình có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 03. Gặm cái cây cải cũ là có thể trở thành tiến hóa giả. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyen.audio. Thần cấp củ cải trắng. Sử dụng sau, có thể gia tăng 10 năm tu vi. Nhìn lấy như vậy thuộc tính, Diệp Trường Ca rơi vào trầm tư. Đây chính là thần cấp củ cải trắng thuộc tính. Chỉ bất quá. Tăng thêm 10 năm tu vi lại là có ý gì? Diệp Trường Ca xem không hiểu. Nhưng hắn vẫn là trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì, trước tiên triệu hồi ra chính mình đảo chủ giao diện. Nhìn thoáng qua chính mình cá nhân thuộc tính tin tức. Nhân vật. Diệp Trường Ca, chức nghiệp. Kiến tập đảo chủ, thiên phú. Chưa thức tỉnh, đẳng cấp. Chưa tiến hóa, người thường, kỹ năng. Không, trang bị. Không, tích phân. Không, hải đảo con dân. Không. Chân chính toàn bộ vô thuộc tính. Như vậy vấn đề tới. Bằng vào ta như bây giờ thuộc tính, ăn cái này thần cấp củ cải trắng sẽ xuất hiện tình huống gì? 10 năm tu vi. Điều này có thể đề thăng tới trình độ nào? Diệp Trường Ca rơi vào hiếu kỳ. Nhưng rất nhanh, hiếu kỳ liền biến thành cũ kết. Lớn như vậy một chi củ cải trắng, ta muốn ăn bao lâu? Nhìn lấy cái kia so với phổ thông củ cải trắng đánh lên gấp 2-3 lần thần cấp củ cải trắng, Diệp Trường Ca thật lòng cũ kết. Quyết định, bữa ăn tối hôm nay chính là cái này củ cải trắng. Nửa giờ sau, Diệp Trường Ca sờ cùng với chính mình tròn cuồn cái bụng, gương mặt thỏa mãn. Ăn ngon. Thật là ăn quá ngon. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cần nấu nướng một cái, có thể nếm thử gặm một cái phía sau. Đó chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vào miệng tan đi. Mỹ vị tột cùng. Vô luận là kiếp trước vẫn là hiện nay, Diệp Trường Ca phát thệ hắn đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thức ăn. Bất quá, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là ở ăn xong cái kia thần cấp củ cải trắng phía sau, Diệp Trường Ca thu được liên tiếp đặc thù gợi ý của hệ thống tiếng. Ngươi dùng thần cấp củ cải trắng một cái, thu được 10 năm tu vi. Ngươi bắt đầu tiến hóa. Ngươi tiến hóa đẳng cấp đề thăng. Ngươi đã đề thăng tới hắc thiết nhất tinh. Ngươi đã đề thăng tới hắc thiết nhị tinh. Ngươi đã đề thăng tới hắc thiết tam tinh. Diệp Trường Ca chỉ là cảm nhận được, trong cơ thể mình chợt bộc phát ra một cổ nóng bỏng năng lượng. Điên cuồng hướng toàn thân khuếch tán. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được, toàn thân mình không chỗ nào không có mặt đau đớn. Cái này liền phản phất là bị vô số con kiến cắn xé một dạng. À! Diệp Trường Ca nhịn không được, gào thét một tiếng. Sắc mặt dị thường đỏ bừng. Vô cùng thống khổ. Nhưng hắn cũng là cố kìm nén lại. Bởi vì Diệp Trường Ca cảm nhận được, chính mình đang ở mạnh mẽ. Từ người thường tiến hóa đến tiến hóa giả, đây là đối với thân thể một loại trọng tố. Có thể dưới bình thường tình huống, quá trình này là chậm rãi. Có thể Diệp Trường Ca đâu? Đừng nói chậm rãi trở thành tiến hóa giả. Hắn cái này từ người thường chẳng những một lần trực tiếp trở thành tiến hóa giả. Hơn nữa còn là lên hắc thiết tam tinh cấp. Liên tục vượt 3 cấp. Cái này có chút không phải chân thực à. Diệp Trường Ca không khỏi nhìn một chút, mình làm trước thuộc tính. Nhân vật Diệp Trường Ca, chức nghiệp Kiến Tập Đảo Chủ, thiên phú Chưa Thức Tỉnh, đẳng cấp Hắc Thiết Tam Tinh, kỹ năng Không, trang bị Không, tích phân Không, hải đảo con dân Không có. Hắn thực sự đã là hắc thiết tam tinh tiến hóa giả. Nguyên lai trở thành tiến hóa giả đơn giản như vậy. Diệp Trường Ca trong lòng cảm khái. Sở dĩ 10 năm tu vi chẳng khác nào hắc thiết tam tinh sao? Diệp Trường Ca trong lòng hiểu ra. Sau đó, hắn hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì hắn nhìn về phía thần cấp nông trường trữ vật cách bên trên, phía trên kia đang có 10 khỏa kim sắc hạt giống. Không sai, mới vừa thu hoạch một cái thần cấp củ cải trắng đồng thời, cái kia 10 hạt giống cũng là thần cấp củ cải trắng hạt giống. Cái kia chính là có thể trồng. Không có dây dưa cái gì, Diệp Trường Ca trực tiếp bắt đầu trồng trọt. Nhưng là làm cho Diệp Trường Ca buồn bực là, cái này một thước vuông khối đất phạm vi cư nhiên chỉ có thể chủng một viên thần cấp củ cải trắng. Xem ra thần cấp nông trường đẳng cấp cũng phải nhanh lên một chút đề thăng. Nhìn lấy đã mọc ra 10 khỏa A Tiểu Miêu, Diệp Trường Ca tự lẩm bẩm. Thần cấp nông trường thăng cấp 2 cấp cần 100 điểm kinh nghiệm. Mà chỉ cần thành thục thu hoạch một cái thần cấp củ cải trắng, vậy thu được 1 điểm kinh nghiệm. Hiện tại hắn tối đa chỉ có thể một lần trồng trọt 10 khỏa thần cấp củ cải trắng. 3 giờ đồng hồ thành thục. Như vậy, 30 giờ đồng hồ phía sau, hắn thần cấp nông trường là có thể thăng cấp đến 2 cấp. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca trong lòng có chút kích động. 3 giờ sau, ngươi trồng trọt cây nông nghiệp đã thành thục, mời đúng lúc thu hoạch. Xin hỏi có hay không tiến hành thu hoạch? Thu hoạch. Đối mặt thành thục thần cấp củ cải trắng, vẫn chờ đợi Diệp Trường Ca trước tiên tiến hành rồi thu hoạch. Thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm tỷ 10. Ngươi thu được thần cấp củ cải trắng 10 cái. Ngươi thu được thần cấp củ cải trắng hạt giống 100 khỏa. Quả nhiên, cái này một cái thần cấp củ cải trắng 1 điểm kinh nghiệm. Bất quá, đây không phải là trọng điểm là thần cấp củ cải trắng có 10 cái. Một cái có thể để cho ta đề thăng tới hắc thiết tam tinh, như vậy 10 cái đâu? Diệp Trường Ca ánh mắt chớp động, tâm can tim đập bịch bịch. Ăn. Nhưng mà, ở thật không cho ăn tươi 3 cái thần cấp củ cải trắng phía sau. Nhân vật Diệp Trường Ca, chức nghiệp Kiến Tập Đảo Chủ, thiên phú Chưa Thức Tỉnh, đẳng cấp Hắc Thiết Lục Tinh, kỹ năng Không, trang bị Không, tích phân Không, hải đảo con dân Không. Nhìn lấy thuộc tính giao diện bên trên tin tức của mình, Diệp Trường Ca rơi vào trầm tư. Cho nên nói, cái này thần cấp củ cải trắng chỉ có 3 vị trí đầu cái có đề thăng hiệu quả. Diệp Trường Ca trứng đau. Để một cái thần cấp củ cải trắng làm cho hắn trực tiếp tăng đến hắc thiết tam tinh. Có thể cái thứ hai chỉ là làm cho hắn đến rồi hắc thiết ngũ tinh. Cái thứ ba càng chỉ là tăng lên nhất tinh. Còn như người thứ tư. Như trước ăn thật ngon. Trừ cái đó ra, liền không những thứ khác. Điều này làm cho Diệp Trường Ca minh bạch rồi. Cái này thần cấp củ cải trắng cũng không phải là có thể vô hạn tăng cao tu vi. Chờ, các loại. Trong lúc bất chợt, Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên. Thần cấp củ cải trắng không được, ta đây có thể đổi thành thần cấp khoai tây, thần cấp khoai lang hoặc là thần cấp cà chua a. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca trước tiên lấy ra chính mình mang tới những thứ kia rau dưa hạt giống. Vốn chỉ là dùng để no bụng, trợ giúp chính mình vượt qua kiến tập trong lúc thức ăn. Dù sao mình nghèo, mua không nổi doanh dưỡng dịch, càng thêm mua không nổi ít cốc đan các loại đan dược. Có thể hiện tại xem ra, bước này đi được rồi. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 04. Trước giờ tiến hành khảo hạch. Nghe đọc truyện miễn phí tại Truyen.Audio. Thần cấp hóa thành công. Ngươi thu được thần cấp khoai lang hạt giống 1 viên. Thần cấp hóa thành công. Ngươi thu được thần cấp cà chua hạt giống 1 viên. Ở đơn giản tuyển trạch sau đó, Diệp Trường Ca đem sau cùng 2 lần thần cấp hóa số lần, đối với 1 viên khoai lang hạt giống cùng với 1 viên cà chua hạt giống sử dụng. Đáng tiếc 2 thứ này đều chỉ có 1 viên hạt giống, còn phải hãy đợi a. Diệp Trường Ca nhìn chằm chằm toát ra khoai lang đằng cùng với cà chua mầm, khẽ lắc đầu một cái. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh. Không vội, 3 giờ sau là có thể thu hoạch, đến lúc đó không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể thu hoạch 10 khỏa khoai lang hạt giống, cùng với 10 khỏa cà chua hạt giống. Cùng thần cấp củ cải trắng giống nhau, thần cấp khoai lang cùng thần cấp cà chua thành thục thời gian, cũng đều là 3 giờ. Hắn Diệp Trường Ca chờ nổi. Dù sao hắn có thời gian 1 tháng đâu. Lại là 3 giờ sau. Thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm tỷ 10. Ngươi thu được thần cấp củ cải trắng 8 cái, thần cấp cà chua 1 cái, thần cấp khoai lang 1 cái. Ngươi thu được thần cấp củ cải trắng hạt giống 80 khỏa, thần cấp cà chua hạt giống 10 khỏa, thần cấp khoai lang hạt giống 10 khỏa. Cái này vừa thu lại lấy được, Diệp Trường Ca liền không kịp chờ đợi kiểm tra thần cấp cà chua, cùng với cái kia thần cấp khoai lang thuộc tính. Thần cấp khoai lang. Sử dụng sau, có thể gia tăng 10 năm tu vi. Thần cấp cà chua. Sử dụng sau, có thể gia tăng 10 năm tu vi. Cùng thần cấp củ cải trắng giống nhau. Diệp Trường Ca nhướng mày. Xem ra loại này thường gặp phổ thông cây nông nghiệp, cho dù là thần cấp hóa, vậy cũng sẽ không đề thăng bao nhiêu. Sẽ không đề thăng bao nhiêu. Cái này nếu như làm cho còn lại người biết Diệp Trường Ca ý tưởng, sợ rằng nền chết hắn tâm đều có. Gặm cái củ cải trắng là có thể trở thành tiến hóa giả. Còn có so với cái này càng thêm buông lỏng. Phải biết rằng người thường nếu muốn trở thành tiến hóa giả, đó cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Thậm chí chính là những thứ kia sở hữu bối cảnh thế hệ tuổi trẻ, đều cần tuần quy đạo cũ tốn hao thời gian nhất định. Lúc này mới có thể từ người thường nhảy mà vào, trở thành tiến hóa giả. Hơn nữa còn có một cái tình huống không giống với. Đó chính là vô luận là thần cấp củ cải trắng, vẫn là thần cấp khoai lang cùng thần cấp cà chua, bọn họ gia tăng cũng không phải là tiến hóa giả đẳng cấp, mà là tu vi. Tu vi này đối ứng là căn cứ người dùng mà định ra. Diệp Trường Ca tăng thêm 10 năm tu vi, kỳ thực thì tương đương với hắn tự thân tu luyện 10 năm. Đơn giản mà nói, chính là lấy Diệp Trường Ca tư chất. Ho khan, hắn cần tốn hao 10 năm thời gian, tài năng, mới có thể trở thành hắc thiết tam tinh cấp tiến hóa giả. Cái này nếu như đổi thành những người khác, vậy coi như không nhất định. Đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng không biết, có thể mặc dù là đã biết, hắn cũng không để ý. Bởi vì có thần cấp nông trường phía sau, tư chất không đủ không quan hệ, có thể ăn liền được. Hắn để ý là, sử dụng 3 cái thần cấp khoai lang cùng với thần cấp cà chua phía sau, mình có thể tiến hóa đến đẳng cấp gì? Thanh đồng cấp. Chắc là không có vấn đề à? Diệp Trường Ca trong lòng chờ mong. Sau đó, cái này một lần, hắn trực tiếp trồng 5 viên thần cấp cà chua, 5 viên thần cấp khoai lang. Lại là 3 giờ sau. Thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm tỷ 10. Ngươi thu được thần cấp cà chua 5 cái, thần cấp khoai lang 5 cái. Thần cấp cà chua hạt giống 50 khỏa, thần cấp khoai lang hạt giống 50 khỏa. Kể từ đó, Diệp Trường Ca trên tay thần cấp cà chua cùng với thần cấp khoai lang, đều có 6 cái. Vậy mở gặm. 3 cái thần cấp cà chua cùng với 3 cái thần cấp khoai lang xuống bụng phía sau, Diệp Trường Ca đẳng cấp tăng lên. Nhân vật Diệp Trường Ca, chức nghiệp Kiến tập đảo chủ, thiên phú Chưa thức tỉnh, đẳng cấp Thanh đồng ngũ tinh, kỹ năng Không, trang bị Không, tích phân Không, hải đảo con dân Không. Kỳ thực sau khi ăn xong 1 cái thần cấp cà chua phía sau, Diệp Trường Ca đẳng cấp đã đến hắc thiết cửu tinh. Diệp Trường Ca đã phát hiện. Những thứ này cây nông nghiệp thần cấp hóa phía sau, chỉ có 3 vị trí đầu cái ăn có thể đề thăng. Hơn nữa tác dụng, chắc là giảm dần. Để một cái hiệu quả là cao nhất. Ba loại thần cấp cây nông nghiệp đem Diệp Trường Ca từ người thường, xếp đến rồi thanh đồng ngũ tinh. Cái này đã bất phàm. Phải biết rằng lần đầu tiến nhập Vô Tận Hải, tiến hóa đẳng cấp không thể vượt lên trước hắc thiết cấp. Tuy là rất nhiều thế lực đều nuôi dưỡng không ít hắc thiết cửu tinh, thậm chí là hắc thiết cửu tinh đỉnh phong cảnh giới tiến hóa giả. Đồng thời cái này một lần tiến nhập Vô Tận Hải, cũng làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Tỷ như, một ít đề thăng tiến hóa đẳng cấp vật phẩm đặc biệt. Có thể mặc dù là sở hữu như vậy đề thăng thủ đoạn, đồng thời bản thân cũng là hắc thiết cửu tinh tột cùng tiến hóa đẳng cấp. Ở nơi này mới, chỉ có, vừa mới qua đi 12 giờ đồng hồ, như vậy thời gian ngắn ngủi, trừ phi liều lĩnh tăng lên. Nếu không, bây giờ có thể có thanh đồng nhị tinh cũng đã rất tốt. Trên cơ bản có thể sử dụng thủ đoạn đột phá, cũng chỉ là thanh đồng nhất tinh. Bất quá, nếu như qua một đoạn thời gian nói, cái kia có lẽ cũng không giống nhau. Điểm này, Diệp Trường Ca cũng là rất rõ ràng. Hơn nữa hắn hiểu thêm. Ở thần cấp nông trường không có thăng cấp sau đó, hắn không có khả năng tăng lên nửa tiến hóa đẳng cấp. Chỉ có đem thần cấp nông trường để thăng tới 2 cấp, tuyển trạch còn lại hạt giống tiến hành thần cấp hóa, trồng ra mới vật phẩm đặc biệt. Lúc này mới có thể làm cho hắn tiếp tục đề thăng. Đồng thời, lúc này Diệp Trường Ca cũng nghĩ đến một điểm. Đó chính là cây nông nghiệp thần cấp hóa đều cũng có hiệu quả như thế, như vậy nếu như những vật khác đâu. Củ cải trắng thần cấp hóa phía sau, có thể đề thăng 10 năm tu vi. Như vậy nguyên bản là có thể tăng cao tu vi dược thảo đâu. Tỷ như, nhân sâm. Thần cấp nhân sâm, cái này sợ rằng tăng lên cực kỳ khoa trương. Đáng tiếc, trên người ta chỉ có phổ thông cây nông nghiệp hạt giống, nếu muốn thu được còn lại hạt giống chỉ có thể chờ đợi sau đó, trừ phi. Ta trước giờ tiến hành khảo hạch, trở thành chính thức đảo chủ. Cái ý niệm này ở Diệp Trường Ca trong lòng chợt lóe lên. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mình có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 05. Một viên sinh 250 chén cơm thần cấp lúa nước. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyen.audio. Kiến tập đảo chủ có 1 tháng bảo hộ kỳ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, chỉ có thể 1 tháng sau, tài năng, mới có thể trở thành Vô Tận Hải chính thức đảo chủ. Người nếu như có lòng tin nói, như vậy hoàn toàn có thể trước giờ tiến hành khảo hạch, sau đó trở thành chính thức đảo chủ. Nhưng trước giờ tiến hành khảo hạch, cái này cũng không biết giảm bớt khảo hạch độ khó. Đồng thời cũng sẽ không có cái gì khen thưởng thêm. Vì vậy, không có ai sẽ chọn trước giờ khảo hạch tính không ra. Diệp Trường Ca sở dĩ có ý nghĩ này, đó là bởi vì một ngày tuyển trạch trước giờ khảo hạch, vậy sở hữu một lần chiêu mộ cơ hội. Chiêu mộ ở Vô Tận Hải là đảo chủ một loại thường gặp năng lực. Có thể ngẫu nhiên chiêu mộ Vô Tận Hải chủng tộc. Thậm chí một ít cường đại đảo chủ, có thể tốn hao giá nhất định, đi chiêu mộ Vô Tận Hải một ít chủng tộc cường đại chiến sĩ. Mà kiến tập đảo chủ lấy trước giờ khảo hạch làm giá, tiến hành chiêu mộ. Đây hoàn toàn là ngẫu nhiên cấp thấp chiêu mộ. Điều này có thể chiêu mộ chủng tộc, có thể xuất hiện một cái chiến sĩ cũng đã rất tốt. Nhưng Diệp Trường Ca cũng không thèm để ý điểm này. Mặc dù là cấp thấp chiêu mộ, nhưng lại là có thể chiêu mộ 3 đến 10 người vật. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca mắt sáng lên. Kiến tập đảo chủ khảo hạch kỳ thực nói không khó, cũng thực sự không khó. Bởi vì mặc dù sẽ xuất hiện hung thú xâm lấn hải đảo, có thể trên cơ bản tối đa cũng chính là 20, 30 con hung thú. Hung thú đẳng cấp trên cơ bản cũng chỉ là hắc thiết cấp. Xuất hiện thanh đồng cấp đều cực kỳ rất thưa thớt. Diệp Trường Ca ý tưởng rất đơn giản. Tuyển trạch trước giờ khảo hạch, cũng sẽ không trước tiên tiến hành khảo hạch, mà là sẽ có 10 canh giờ chờ đợi thời gian. Hắn hoàn toàn có thể ở nơi này 10 cái tiểu thời gian, đem chiêu mộ kế hoạch dùng hết. Dù cho vận may khó coi chỉ là chiêu mộ 3 nhân vật, vậy coi như là lại phế vật, hắn cũng có thể đem đối phương đề thăng tới thanh đồng cấp. 3 loại thần cấp cây nông nghiệp đã đủ rồi. Chính mình nhưng chỉ có ví dụ. Không phải, ta hay là chờ một chút, chờ, các loại, thần cấp nông trường 2 cấp phía sau, ta lựa chọn nửa trước giờ khảo hạch. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, trong lòng đã quyết định trước giờ khảo hạch. Nhưng không phải hiện tại. Hiện tại quan trọng nhất là tiếp tục trồng cây cải cũ. Sáng ngày thứ 20 điểm. Diệp Trường Ca đã tiến nhập Vô Tận Hải cả ngày. Còn lại kiến tập đảo chủ đã sớm khí thế ngất trời, tại chính mình trên hải đảo vội vàng túi bụi. Còn như Diệp Trường Ca, đã 71 điểm kinh nghiệm, còn kém 3 lần. Diệp Trường Ca vùi đầu tiếp tục trồng cây cải cũ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Màn đêm buông xuống. Thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm tỷ 10. Ngươi thu được thần cấp cà chua 5 cái, thần cấp khoai lang 5 cái. Thần cấp cà chua hạt giống 50 khỏa, thần cấp khoai lang hạt giống 50 khỏa. Diệp Trường Ca lần nữa thu hoạch một lớp. Mà ngay tại lúc này, làm cho Diệp Trường Ca chờ mong đã lâu chuyện xuất hiện. Ken. Ngươi thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đã đạt được trước mặt đẳng cấp mát trị số, bắt đầu thăng cấp. Thăng cấp kết thúc. Ngươi thần cấp nông trường đã đạt được 2 cấp. Hắc. Rốt cuộc thăng cấp. Diệp Trường Ca trong lòng vui mừng, trước tiên tiến hành kiểm tra. Thần cấp nông trường, đẳng cấp. 2 cấp, 0, 1000, thần cấp hóa. 3, 10, năng lực 1. Có thể đem vạn vật thần cấp hóa. Năng lực 2. Có thể đem 30m thổ địa thần cấp hóa. Rất tốt. Chẳng những thần cấp hóa danh ngạch gia tăng rồi 7 cái, là có thể thổ địa cũng khuếch trương 20m. Đáng tiếc, trên người ta mang hạt giống chỉ có 7 loại. Diệp Trường Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chỉ là mang lên thành thục kỳ tương đối ngắn, cũng rất hấp dẫn 7 loại cây nông nghiệp. Cái này kỳ thực đã rất nhiều. Nhưng bây giờ hắn phát hiện đây là thiếu. Còn có 4 loại cây nông nghiệp không có thần cấp hóa, cũng không biết cái này 4 loại cây nông nghiệp có thể hay không đem ta để thăng tới bạch ngân cấp tiến hóa giả. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca tâm can tim đập bịch bịch. Có lẽ 6 giờ đồng hồ phía sau là hắn có thể trở thành bạch ngân cấp tiến hóa giả. Cái này tờ mờ giờ quá nhanh. Diệp Trường Ca động thủ rất nhanh, trên tay hắn cuối cùng 4 dạng cây nông nghiệp hạt giống bị hắn tiến hành rồi thần cấp hóa. Sau đó, đều trồng đi vào. Thần cấp khoai tây, thần cấp dưa xanh, thần cấp ngô cùng với thần cấp lúa nước. 3 loại đầu cây nông nghiệp còn tốt, tối đa cũng liền cùng lúc trước thần cấp củ cải trắng, thần cấp khoai lang giống nhau. Nhưng đối với thần cấp lúa nước, Diệp Trường Ca ngược lại là tương đối hiếu kỳ. Bởi vì hắn rất muốn biết, đang không có thủy dưới tình huống, cái này thần cấp lúa nước có thể mọc ra. Kết quả, Diệp Trường Ca phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Thần cấp thổ địa có thể chủng vạn vật. Cho dù là không có người nào, cái này thần cấp lúa nước cũng giống vậy cấp tốc trưởng thành. Nhưng là... Chờ, các loại, cái này thần cấp lúa nước trưởng sau khi đi ra, Diệp Trường Ca liền không bình tĩnh. Ngươi gặp qua cao 3 mét đạo miêu. Ngươi gặp qua dài ra trọn 1000 bụi cây bông lúa đạo miêu. Làm người ta rung động nhất là, cái này mỗi một bụi cây bông lúa cuối cùng cương nhiên đều kết ra khỏi trọn 1000 hạt thóc. Đây cũng chính là nói, một viên đạo miêu cuối cùng sản xuất 100 vạn hạt thóc. Nếu như lấy mỗi chén cơm 75 khắc ước hàm gạo trắng 4000 hạt tới tính toán, cái này một viên thần cấp lúa nước dài ra hạt ngũ cốc, nghiền ra gạo phía sau, có thể nấu ra 250 chén cơm. Chấn động. Quá rung động. Chờ, các loại, cứ như vậy, nói cách khác, bất đồng cây nông nghiệp kỳ thực cuối cùng sản lượng đều là không cùng một dạng. Diệp Trường Ca phát hiện vấn đề trọng điểm. Cái này dường như có thể thao tác a. Cũng không biết, như vậy gạo ăn bao nhiêu mới có thể bên ngoài tác dụng. Diệp Trường Ca sờ lên cầm trầm tư. Thần cấp lúa nước. Sử dụng sau, có thể gia tăng 10 năm tu vi. Dường như những thứ này cây nông nghiệp hiệu quả đều là nhất trí. Cuối cùng, đang điên cuồng cơm khô bên trong, Diệp Trường Ca đều không biết đã ăn bao nhiêu chén cơm, cấp bậc của hắn cuối cùng đạt tới thanh đồng thất tinh, liền lại cũng không có đề thăng. Đây chỉ là thần cấp lúa nước mang tới đề thăng. Còn có 3 loại cây nông nghiệp không đâu. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 06. Chiêu mộ đến nông phu làm sao vậy? Đập khuôn đại sát tứ phương. Nghe đọc truyện miễn phí tại Truyen.Audio. Thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 30. Ngươi thu được thần cấp khoai tây 10 cái, thần cấp ngô 10 cái, thần cấp dưa xanh 10 cái. thần cấp khoai tây hạt giống 100 khỏa, thần cấp ngô tử 100 khỏa, thần cấp dưa xanh 100 khỏa. Lại một đường gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, thu hoạch tràn đầy. Quả nhiên, vẫn là thổ địa nhiều, thu hoạch đứng lên nhiều a. Diệp Trường Ca ngữ khí hết sức hài lòng. Sau đó, hắn mở ra thuộc tính của mình giao diện. Nhân vật: Diệp Trường Ca, chức nghiệp: Kiến tập đảo chủ, thiên phú: Chưa thức tỉnh, đẳng cấp: Bạch Ngân nhất tinh, kỹ năng: Không, trang bị: Không, tích phân: Không, hải đảo con dân: Không. Bạch Ngân nhất tinh. Đây chính là Diệp Trường Ca bây giờ tiến hóa đẳng cấp. Lấy Bạch Ngân 1 sao thực lực, cho dù là hắn không có bất kỳ kỹ năng, thực lực như vậy cũng có thể đơn giản đi qua khảo hạch. Điểm này, Diệp Trường Ca rất tự tin. Hơn nữa hắn còn có thể tiến hành chiêu mộ. Không sai, Diệp Trường Ca hiện tại dự định tiến hành trước giờ khảo hạch. Không nên do dự. Hắn hiện tại chỉ kém hạt giống, chỉ cần trở lại Lam Tinh bên trên, thu thập đại lượng mầm móng nói là hắn có thể tiến hành thần cấp hóa. Tiếp tục thu hoạch đặc thù thần cấp vật phẩm, để thăng cấp bậc của hắn. Sở hữu thần cấp nông trường phía sau, Diệp Trường Ca biết mình tương lai tuyệt đối bất phàm. Nhưng hắn vẫn là không có sơ suất. Bởi vì liền hiện nay tình huống như vậy, nếu như làm cho những người khác biết được hắn thần cấp cây nông nghiệp, cái kia sợ rằng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tuy là hắn đã là Bạch Ngân cấp tiến hóa giả, nhưng đối với Lam Tinh bây giờ cái thời đại này, Bạch Ngân cấp tiến hóa giả kỳ thực cũng không cao. Thậm chí chỉ cần có thể chịu khổ, 30 tuổi phía trước trở thành Bạch Ngân cấp tiến hóa giả, đều là hết sức dễ dàng. Rất nhiều không phải đảo chủ nhân, đều có thể ở 30 tuổi thời điểm trở thành Hoàng Kim cấp, thậm chí là Bạch Kim cấp tiến hóa giả. Còn lại không phải, Diệp Trường Ca nhưng là biết, trường học của bọn họ thầy chủ nhiệm mới, chỉ có, ngoài 40 đâu. Nhưng lại là ở năm ngoái thành công tấn cấp Kim Cương cấp, lúc đó nhưng là hết sức oanh động. Hơn nữa quan trọng nhất là, thời đại này cường giả chân chính, căn bản cũng không phải là tiến hóa giả. Đảo chủ mới là cường đại nhất. Ở một ít cường đại đảo chủ trong mắt, thậm chí mặc dù là Kim Cương cấp tiến hóa giả cũng chỉ là bọn hắn thủ hạ làm công người. Thậm chí là nô bộc. Sở dĩ, Diệp Trường Ca biết mình bây giờ còn là quá yếu. Mà thần cấp nông trường có thể giúp hắn cấp tốc đề thăng, hiện tại hắn cần chính là hạt giống. Các loại các dạng hạt giống. Nhưng nếu là vẫn đợi ở Vô Tận Hải, Diệp Trường Ca cái này 1 tháng là không có khả năng gặp gỡ còn lại hạt giống. Vậy hắn cái này 1 tháng cũng chỉ có thể vẫn đợi ở Bạch Ngân nhất tinh bên trên, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ không có gì. Có thể Diệp Trường Ca tin tưởng, thực sự chờ, các loại, bên trên 1 tháng, cái kia lần này kiến tập đảo chủ bên trong, xuất hiện một ít Bạch Ngân tiến hóa giả đảo chủ, vậy cũng là rất bình thường. Không thể ở tiếp tục trì hoãn. Nhìn thoáng qua, mình đã chứa đựng 7 chủng thần cấp cây nông nghiệp, đều đã có không ít. Diệp Trường Ca trực tiếp hô hoán Vô Tận Hải. Vô Tận Hải, ta xin trước giờ khảo hạch. Rất nhanh, từ nơi sâu xa một đạo ý chí hàng lâm. Rất cường đại. Không gì sánh được thần bí. Nhưng lại có là hết sức cơ giới. Phản phất chỉ là một đạo Vô Tận Hải quy tắc hóa thân. Kiến tập đảo chủ Diệp Trường Ca ngươi xác định tiến hành trước giờ khảo hạch. Ấm áp gợi ý, trước giờ khảo hạch độ khó sẽ không giảm bớt, cũng sẽ không sở hữu khen thưởng thêm, xin hỏi có hay không tiếp tục. Là. Diệp Trường Ca thản nhiên nói. Xin đi qua. Kiến tập đảo chủ Diệp Trường Ca ngươi sẽ tại 10 giờ đồng hồ phía sau, tiến hành đảo chủ khảo hạch, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Bởi vì ngươi trước giờ tuyển trạch khảo hạch, đồng thời cũng là này giới đảo chủ trong khảo hạch đệ một cái xin trước giờ khảo hạch kiến tập đảo chủ, ngươi thu được một lần đặc thù chiêu mộ cơ hội. Ngươi thu được một lần đặc thù chiêu mộ cơ hội. Ngươi thu được một lần phổ thông chiêu mộ cơ hội. Diệp Trường Ca mắt sáng lên. Thì ra là thế, cái này trước giờ khảo hạch cũng không phải thật không có khen thưởng thêm. Chí ít đệ một cái thân thỉnh người, có thể nhiều một lần chiêu mộ cơ hội. Hơn nữa còn là đặc thù chiêu mộ. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, tiến hành rồi kiểm tra. Sau đó hắn liền phát hiện, cái này đặc thù chiêu mộ lại là chính thức đảo chủ cái loại này, lấy tế hiến một ít vật phẩm tiến hành chiêu mộ. Cái này có thể có a. Chờ, các loại, cái này đặc thù chiêu mộ trước không vội mà dùng, chờ ta trở thành chính thức đảo chủ sau đó mới tiến hành chiêu mộ. Diệp Trường Ca ánh mắt dừng lại ở cái kia phổ thông chiêu mộ cơ hội bên trên. Mặc dù là phổ thông chiêu mộ, nhưng nếu là vận khí tốt, vậy cũng khả năng chiêu mộ ra khỏi không phải chiến sĩ. Căn cứ Diệp Trường Ca hiểu rõ, vạn giới bên trong thì có kiến tập đảo chủ chiêu mộ đến hoàng kim cấp chiến sĩ. Vận khí đó nhưng là tương đối tốt. Bất quá, đối với Diệp Trường Ca mà nói, cho dù là chiêu mộ đến cấp thấp chiến sĩ, cái kia cũng không có gì. Hắn có thần cấp củ cải trắng đâu. Trực tiếp lên tới đi. Vô Tận Hải, ta muốn tiến hành phổ thông chiêu mộ. Diệp Trường Ca từ tốn nói. Có thể trong mắt cũng là có nhẹ nhẹ khẩn trương. Mặc dù không quan tâm chiêu mộ không đến hoàng kim chiến sĩ, có thể một phần vạn có thể chiêu mộ đến đâu. Nhưng mà, dưới một cái làm cho Diệp Trường Ca sững sờ một màn xuất hiện. Chúc mừng kiến tập đảo chủ Diệp Trường Ca, ngươi thành công chiêu mộ đến rồi nông phu 5 người. Diệp Trường Ca. Ngoa tào. Nông phu. Ngươi mấy cái ý tứ a? Diệp Trường Ca bối rối. Hắn vạn lần không ngờ, biết là tình huống như vậy. Bá. Sau một khắc, 5 cái nông phu ăn mặc người đột nhiên xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước mặt, hướng về phía Diệp Trường Ca một trận hắc đầu oai thắt lưng. Hết thảy trước mắt nói cho Diệp Trường Ca, đây đều là sự thật. Vận khí này. Cũng không người nào. Diệp Trường Ca trong lòng bất đắc dĩ. Bất quá, rất nhanh hắn liền an định. Nông phu thì thế nào? Gặm mấy cái củ cải trắng, khoai tây, ta rập khuôn để cho bọn họ đại sát tứ phương. Nhìn thoáng qua, chính mình thần cấp nông trường hệ thống thương khố trữ hàng, Diệp Trường Ca trong lòng nhất định. An. Không có việc gì. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mình có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 07. Bạch Ngân tột cùng nông phu. Nghe đọc truyện miễn phí tại Truyen.Audio. Nhân vật A Đại, chức nghiệp nông phu, thiên phú không, đẳng cấp bạch sắc, kỹ năng cày ruộng, trồng trọt, tiềm lực lam sắc, trung thành 50. Nhân vật A Nhị, chức nghiệp nông phu, thiên phú không, đẳng cấp bạch sắc, kỹ năng cày ruộng, trồng trọt, tiềm lực bạch sắc, trung thành 50. Nhân vật A Tam, chức nghiệp nông phu, thiên phú không, đẳng cấp bạch sắc, kỹ năng cày ruộng, trồng trọt, tiềm lực bạch sắc, trung thành 50. Nhìn trước mắt 5 người thuộc tính, Diệp Trường Ca lần nữa rơi vào trầm mặc. 5 người thuộc tính đều giống nhau a. Hơn nữa danh tự này đều là như vậy cực phẩm. A Đại, A Nhị, A Tam, A Tứ, A Ngũ. Ta cũng say. A Đại tiềm lực không giống với. Những người khác cũng chỉ là bạch sắc tiềm lực, A Đại là lam sắc. Tiềm lực chỉ sẽ xuất hiện ở hải đảo con dân trên người, hơn nữa đều là vô tận hải sinh linh. Theo thứ tự từ thấp đến cao là bạch sắc, lam sắc, màu xanh, màu tím, kim sắc. Còn như kim sắc bên trên còn có tồn tại hay không cao hơn tiềm lực, Diệp Trường Ca cũng không biết. Tiềm lực càng cao, tốc độ tiến hóa càng nhanh. Càng thêm có thể tiến hóa đến cao cấp hơn. Giống nhau tài nguyên, giống nhau thời gian, bạch sắc tiềm lực tiến hóa giả đạt được bạch ngân cấp thời điểm, lam sắc tiềm lực tiến hóa giả sợ là có thể đạt được hoàng kim cấp. Dĩ nhiên, vô luận là bạch sắc vẫn là lam sắc đẳng cấp tiềm lực, nếu muốn trở thành hoàng kim cấp cái kia hết sức khó khăn. 4 cái bạch sắc tiềm lực, 1 cái lam sắc tiềm lực. Ta cái này để một lần chiêu mộ chính là như vậy kết quả. Diệp Trường Ca có điểm hoài nghi cuộc sống. Hắn vận khí này như thế không tốt. Đảo chủ đại nhân. Giữa lúc Diệp Trường Ca rơi vào chính mình hoài nghi thời điểm, A Đại thận trọng tiến lên một bước, mở miệng nói. Trước mắt nhưng là vô thượng chi thần chọn lựa thần tuyển giả đại nhân đâu. Mặc dù không biết vì sao, huynh đệ mình 5 người cái này dạng nông dân bị thần tuyển giả đại nhân chiêu mộ. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại A Đại đối trước mắt vị này thần tuyển giả tôn kính. Diệp Trường Ca lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía A Đại hỏi, các ngươi biết mình thân phận chứ? Rõ ràng. A Đại liên tục gật đầu, huynh đệ chúng ta 5 người đều là chịu đến ngài ân huệ, trở thành đảo chủ đại nhân ngài con dân. A Đại sau lưng A Nhị đám người, cũng là liên tục gật đầu. Đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng không ngoại ý. Đối với Vô Tận Hải sinh linh mà nói, bọn họ Lam Tinh người đều là cái gọi là thần tuyển giả. Là bị vô thượng chi thần chọn lựa ra, hàng lâm Vô Tận Hải. Còn như vô thượng chi thần rốt cuộc là vật gì? Diệp Trường Ca cảm thấy chính là trong Minh Minh cái kia một đạo cơ giới ý chí. Bất quá, những thứ này đều không có quan hệ. Nhìn A Đại 5 người liếc mắt, Diệp Trường Ca rơi vào trầm ngâm. A Đại mấy người thấy thế, cũng đều ngậm miệng không nói, thành thật đứng. Mặc dù chỉ là nông dân, nhưng vậy cũng có thể đề thăng đẳng cấp. Chỉ bất quá, cái này tiến hóa đẳng cấp lại còn có bạch sắc. Đối mặt A Đại 5 người đẳng cấp, Diệp Trường Ca có chút không nói. Bạch sắc cũng không quan hệ, ta lập tức liền có thể để các ngươi trở thành thanh đồng. Chỉ là bạch sắc cùng với lam sắc tiềm lực, Diệp Trường Ca cũng không cho rằng trên tay mình thần cấp cây nông nghiệp có thể để cho A Đại 5 người đề thăng bao nhiêu. 7 loại thần cấp cây nông nghiệp, mỗi một chủng đều có thể đề thăng 30 năm tu vi. Tuy là hiệu quả biết lần lượt giảm bớt, nhưng thanh đồng luôn có thể đạt tới. Bởi vì 7 loại cây nông nghiệp xuống tới, cũng đều có thể đề thăng 210 năm tu vi. Cái này bạch sắc tiềm lực lại phế vật, đề thăng 210 năm tu vi vậy cũng tuyệt đối có thể đột phá thanh đồng cấp chứ. Tốt lắm, các ngươi đã đều trở thành con dân của ta, như vậy ta liền sẽ không bạc đãi các ngươi. Diệp Trường Ca mở miệng nói, sau đó vung tay lên. Bá! A Đại đám người trước mắt nhiều hơn một đống củ cải trắng, khoai lang. Ăn mấy thứ này. Diệp Trường Ca ra lệnh. Mà A Đại đám người đã sớm bị dại ra. Bởi vì đối diện với mấy cái này đột nhiên xuất hiện thần cấp cây nông nghiệp, trong lòng bọn họ toát ra vô tận khát vọng. Muốn ăn. Rất muốn ăn. Đây là bọn hắn bản năng đang điên cuồng hô hoáng. Nếu không phải chiêu mộ ban đầu có 50 điểm trung thành, bọn họ lại chỉ là nông dân nói, bọn họ đã sớm liều lĩnh xông lên điên cuồng gặm. Ở Diệp Trường Ca ra lệnh một tiếng phía sau, bọn họ cũng không nhịn được nữa. Điên cuồng xông lên, bắt bên ngoài củ cải trắng, khoai lang chính là một trận điên cuồng gặm. Diệp Trường Ca nhướng mày. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, dường như chính mình trồng ra thần cấp cây nông nghiệp, đối với A Đại đám người có sức hấp dẫn cực lớn. Chẳng lẽ là thần cấp cây nông nghiệp đối với vô tận hải sinh linh, đều là sở hữu như vậy lực hấp dẫn. Tính rồi, những thứ này không nghĩ rồi, hiện tại thì nhìn A Đại mấy người có thể tiến hóa tới trình độ nào tốt lắm. Diệp Trường Ca sờ lên cằm. Kỳ thực hắn đối với A Đại 5 người trình độ tiến hóa, cũng không có báo có cái gì chờ mong. Nhưng cuối cùng đâu? Ý hắn bên ngoài. Bởi vì gặm hết một cái thần cấp củ cải trắng phía sau, ngoại trừ A Đại bên ngoài, A Nhị 4 người đều trực tiếp từ bạch sắc tiến hóa đến rồi hắc thiết tam tinh. Cảm giác này với hắn giống nhau. Ảo giác chứ? Cái ý niệm này sau khi xuất hiện, Diệp Trường Ca nhìn về phía A Đại thuộc tính phía sau, sắc mặt hắn có chút vi diệu. Bởi vì A Đại ăn xong một cái thần cấp củ cải trắng, tiến hóa đẳng cấp trực tiếp bên trên hắc thiết ngũ tinh. Cái quỷ gì? Cư nhiên so với hắn tăng lên còn khoa trương. Ngoài ý muốn chứ. Nhưng, không lâu sau, Diệp Trường Ca trầm mặt. Lâm vào cực độ hoài nghi chính mình ở giữa. Bởi vì trước mắt hắn A Đại mấy người ăn xong sở hữu cây nông nghiệp phía sau, cấp bậc của bọn hắn đều tiến hóa đến rồi Diệp Trường Ca bất ngờ trình độ. Nhân vật A Đại, chức nghiệp nông phu, thiên phú không, đẳng cấp bạch ngân đỉnh phong, kỹ năng cây ruộng, trồng trọt, tiềm lực lam sắc, trung thành 99. Nhân vật A Nhị, chức nghiệp nông phu, thiên phú không, đẳng cấp bạch ngân tam tinh, kỹ năng cây ruộng, trồng trọt, tiềm lực bạch sắc, trung thành 99. Nhân vật A Tam, chức nghiệp nông phu, thiên phú không, đẳng cấp bạch ngân tam tinh, kỹ năng cây ruộng, trồng trọt, tiềm lực bạch sắc, trung thành 99. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mình có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 08. Trước giờ khảo hạch. Ung dung hoàn thành. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyen.audio. Rất tốt. Bạch Ngân đỉnh phong. Thấp nhất đều là Bạch Ngân tam tinh. Vậy làm sao có thể không tốt đâu. Quá tờ mờ giờ tốt lắm. Diệp Trường Ca trong lòng có một tia nhàn nhạt ưu thương. Bởi vì hắn hiện tại giải một việc, đó chính là hắn tiềm lực, sợ rằng kỳ sai không gì sánh được. Nhân gia bạch sắc nông phu, 7 loại thần cấp cây nông nghiệp đập xuống, đều Bạch Ngân tam tinh. Tiềm lực lam sắc A đại càng là Bạch Ngân đỉnh phong. Cái này sai một bước là có thể không bằng hoàng kim cấp. Nhưng hắn đâu? Bạch Ngân nhất tinh. Ngươi dám tin? Bình tĩnh. Bình tĩnh. Diệp Trường Ca thần sắc đạm nhiên, vẫn như lão cẩu. Sợ gì? Tiềm lực gì đó, đối với đảo chủ mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Bởi vì đối với đảo chủ mà nói, không có gì tiềm lực. Hơn nữa, coi như là tiềm lực không đủ, tư chất sai. Đây cũng có thể có quan hệ gì? Diệp Trường Ca biểu thị chính mình rất ổn. Có thần cấp nông trường nơi tay, hắn không cần tu luyện gì đó. Chỉ cần ăn là được. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Trường Ca liền không nửa cũ kết. Sau đó, nhìn về phía A đại đám người, trong lòng ngược lại là rất hài lòng. Tuy là xuất hồ ý liêu, nhưng kết quả là tốt. Đến lúc này, thủ hạ mình khả năng liền có 5 cái Bạch Ngân cấp cao thủ. Đáng tiếc không phải chiến sĩ. Không có kỹ năng tương ứng, nhưng dù vậy, A đại mấy người lực lượng cũng là cực kỳ cường hãn. Dưới tình huống như thế, cho dù là xuất hiện Bạch Ngân cấp hung thú, cái kia cũng không đáng để lo. Hơn nữa, chỉ là kiến tập đảo chủ khảo hạch mà thôi, gần như không có khả năng xuất hiện Bạch Ngân cấp hung thú. Diệp Trường Ca cảm giác mình vận khí chắc chắn sẽ không kém như vậy. Khảo hạch đếm ngược thời gian. 6:23:58, nhìn thoáng qua, khoảng cách khảo hạch còn có hơn 6 giờ, Diệp Trường Ca để A đại 5 người thích ứng mình một chút lực lượng. Lấy thần cấp cây nông nghiệp để thăng đi lên lực lượng, hoàn toàn có thể cấp tốc thích ứng. Đừng nói 6 giờ. Chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian là có thể làm cho A đại mấy người thích ứng tự thân bây giờ lực lượng. A đại 5 người đối với Diệp Trường Ca mệnh lệnh, đây chính là phụng vì thánh chỉ. Bởi vì đề thăng tới Bạch Ngân cấp, A đại 5 người đối với Diệp Trường Ca trung thành trị số đã tăng lên tới 99 điểm. Mặc dù không là mát trị số 100 điểm, nhưng cũng không có gì khác nhau. Đạt tới cái này chuẩn trị số, căn bản lại không tồn tại cái gì phản bội đáng nói. 6 giờ đi qua rất nhanh. Đối với Diệp Trường Ca mà nói, chỉ là thu hoạch 2 lần. Sau đó, khảo hạch bắt đầu. Khảo hạch đếm ngược thời gian kết thúc. Khảo hạch gần mở ra. Kiến tập đảo chủ, ngươi đảo chủ khảo hạch đã chính thức mở ra, đi qua khảo hạch phía sau, ngươi sẽ thành vì chính thức đảo chủ. Khảo hạch thất bại, ngươi làm mất đi trở thành Vô Tận Hải đảo chủ tư cách. Rốt cuộc đã tới à? Diệp Trường Ca trong lòng bình tĩnh. Ở bên cạnh hắn A đại 5 người, cũng là như lâm đại địch, phân tán ở Diệp Trường Ca xung quanh. Đảo chủ đại nhân, bên này có động tĩnh. Đột nhiên, A đại hô to một tiếng. Kỳ thực không cần A đại mở miệng nhắc nhở cái gì, chỉ là đường kính 100 mét hải đảo, liếc nhìn lại là có thể chứng kiến sở hữu địa phương. Diệp Trường Ca đã thấy, hải đảo phía đông chỗ đã có một ít hắc ảnh, từ hải lý ló đầu ra. Đó là từng cái hung thú. Còn có chỉ có 5 con. Thấy rõ ràng xuất hiện hung thú số lượng phía sau, Diệp Trường Ca rất là bình tĩnh. Nhưng mà, sau một khắc, A nhị đám người cũng là trước sau kinh hô lên. Đảo chủ đại nhân, bên này cũng có hung thú. Bên này cũng có. Cái gì? Diệp Trường Ca biến sắc, dương mắt nhìn lại, cũng là phát hiện toàn bộ tiểu đảo Đông Nam Tây Bắc 4 cái yên tâm, đều có hung thú xuất hiện. Số lượng không nhiều lắm. Đều là 5 con. Có thể cộng lại cũng là đã có 25 con. Còn tốt chỉ là hắc thiết cấp hung thú. Cảm nhận được những thứ này hung thú khí tức, Diệp Trường Ca trong lòng tùng một khẩu khí. Sau đó, hắn nghiêm sắc mặt, nhàn nhạt mở miệng nói. Vội cái gì, cũng chỉ là một ít hắc thiết cấp hung thú mà thôi. Các ngươi 5 cái đã là bạch ngân cấp, không cần sợ hãi, đi thôi. Đem các loại không có mắt hung thú, đều cho bổn đảo chúa tể. Bị Diệp Trường Ca nhắc nhở như vậy, A Đại mấy người lúc này mới hoảng hốt. Đúng nga. Bọn họ hiện tại cũng đều là bạch ngân cấp đâu. Mặc dù chỉ là bạch ngân cấp nông phu, không phải là cái gì chiến sĩ, cũng không có cái gì kỹ năng chiến đấu. Nhưng bạch ngân cấp chính là bạch ngân cấp. Không phải chính là hắc thiết cấp hung thú có thể thương tổn. Minh bạch điểm này, A Đại 5 người ngược lại hưng phấn. Giết. Các huynh đệ cho ta xong, làm cho đảo chủ đại nhân nhìn mấy người chúng ta, cũng không phải là cái gì yếu kê. A Đại gầm trống một tiếng, liều chết xung phong đi ra ngoài. A Nhị mấy người thấy thế cũng đều hưng phấn vội vàng giết đi ra ngoài. Không thể không nói, dù cho không phải chiến sĩ, có thể bạch ngân cấp cụ bị lực lượng, căn bản cũng không phải là hắc thiết cấp có thể chống đỡ. Đối với A Đại mấy người, một quyền oanh tạp xuống phía dưới, là có thể đem những thứ kia hắc thiết cấp hung thú thân thể xỏ xuyên qua đánh bể. 3-5 lần, chiến đấu liền kết thúc. Có thể Diệp Trường Ca cũng là nhướng mày. Bởi vì hắn cũng không có được, khảo hạch đã kết thúc gợi ý. Quả nhiên. Sau một khắc, ngoài khơi lần nữa bắt đầu khởi động, hoa lặp lại là một ít hung thú xuất hiện. Cái này một lần xuất hiện hung thú lại có 10 con. Mà trong đó có một dạng lại là thanh đồng cấp. Nhưng mà, đối mặt tình huống như vậy, A Đại 5 người ngược lại không sợ. Mới vừa cái kia 5 con hắc thiết cấp hung thú căn bản không đủ bọn họ đại sát, thật vất vả thu được như vậy lực lượng. Bọn họ cũng còn không có đủ đây. Hiện tại những hung thú này xuất hiện, ngược lại như bọn họ ý. 7-8 phút phía sau, chiến đấu lần nữa kết thúc. Nhưng, khảo hạch vẫn không có kết thúc. Diệp Trường Ca sắc mặt nghiêm túc. Hắn dường như minh bạch rồi, chính mình khảo hạch sợ là rất khó cái chủng loại kia. Khảo nghiệm có đơn giản gặp nạn. Đơn giản đã có khả năng chỉ là xuất hiện 2-3 con hắc thiết cấp hung thú. Dưới bình thường tình huống, sẽ là 10 mấy con hắc thiết cấp hung thú, 2-3 con thanh đồng cấp hung thú. Cái này liền đã coi như là khó khăn. Mà cũng có một chút kiến tập đảo chủ vận khí không tốt dưới tình huống, sẽ xuất hiện bạch ngân cấp hung thú. Rất khéo. Diệp Trường Ca chính là cái này một loại. Hơn nữa hắn vận khí càng khó coi. Bởi vì xuất hiện ở hắn khảo hạch cuối cùng một lớp hung thú, lại là 5 con bạch ngân cấp hung thú. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 09. Khảo hạch thành công. Giác tỉnh SSS Thiên Phú. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyen.audio. Dĩ nhiên xuất hiện 5 con bạch ngân cấp hung thú. Diệp Trường Ca biến sắc. Nhưng, rất nhanh hắn liền an tâm lại. Bởi vì 5 con bạch ngân cấp hung thú, ngoại trừ A Đại kình chống nhau đây chẳng qua là bạch ngân tam tinh, còn lại cũng chỉ là bạch ngân nhất tinh. Nói như vậy, hẳn là không có vấn đề gì. Diệp Trường Ca là nghĩ như vậy. Nhưng mà, rất nhanh, hắn liền phát hiện, tình huống không quá lạc quan. A Nhị đám người mặc dù là bạch ngân tam tinh, bọn họ đối phó hung thú chỉ là bạch ngân nhất tinh, nhưng là bọn họ cư nhiên rơi vào hạ phong. Quả nhiên, chỉ là nông phu nói, chiến lực hay là không được. Diệp Trường Ca nhướng mày. Nông phu không phải chiến sĩ, thậm chí đều không có gì kỹ năng. Hơn nữa Diệp Trường Ca chuẩn bị đại khảm đao, cũng không phải là cái gì trang bị, chỉ là bình thường hoàn hảo vũ khí thông thường. Lúc này, đại khảm đao đều có đại lượng chỗ hổng. Thậm chí dựa theo dưới tình huống như thế đi, sợ rằng chỉ cần mấy phút đồng hồ, A Đại đám người sẽ thụ thương, sau đó tình huống càng thêm không ổn. A Đại bên kia mặc dù là bạch nhãn tột cùng đẳng cấp, nhưng hắn cũng chỉ là nông phu, kình chống nhau hung thú cũng là bạch ngân tam tinh. Ỷ vào đẳng cấp cao tiên thiên ưu thế, A Đại ngược lại là không có gì bất kham. Thậm chí hắn còn có thể đánh giết con mãnh thú kia. Nhưng này cần thời gian. Xem ra, chỉ có thể ta xuất thủ. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, đối với A Nhị khẽ quát một tiếng. Cho ta ngăn chặn nó. A Nhị nghe tiếng rùng mình, nhất thời bạo phát, điên cuồng đối với trước mắt mình hung thú công kích. Điều này làm cho con mãnh thú kia chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Ngay tại lúc này, Diệp Trường Ca trong lòng quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm chặt trong tay đại khảm đao, thả người nhảy. Bạo lực vừa bổ. Con mảnh thú kia đã nhận ra không ổn, đáng tiếc đã muộn. Cùng A Đại mấy người không giống với. Lam Tinh 9 năm nghĩa vụ giáo dục, nhưng là lấy trở thành đảo chủ phương hướng làm chủ. Trung học phổ thông 3 năm chủ tu, càng là tương tự với chiến sĩ bồi dưỡng. Diệp Trường Ca mặc dù không có là kỹ năng, nhưng lại là có thể ở chiến đấu cơ sở giờ học cùng thực chiến trong lớp cầm hạng nhất thành tích. Nếu không là như vậy, hắn cũng sẽ không bị một ít thế lực lớn nhìn trúng, muốn đối với hắn tiến hành đầu tư. Diệp Trường Ca cũng không phải là đệ một lần nhìn thấy hung thú. Lớp 12 thực chiến trong lớp, bọn họ học sinh nhưng là cùng hung thú chiến đấu qua. Tuy là trên cơ bản chỉ là hắc thiết nhất tinh. Mà cái kia thời gian, Diệp Trường Ca liền tiến hóa giả đều không phải là, nhiều nhất cũng chính là kiếp trước một cái lính đặc biệt tiêu chuẩn. Lại có thể cùng hắc thiết nhất tinh hung thú chiến đấu. Như vậy hiện tại đâu? Bá! Một viên đầu lâu to lớn bay lên. Con kia bạch ngân nhất tinh hung thú, mình bị Diệp Trường Ca gọt thủ. Nhưng đối với này, Diệp Trường Ca cũng là nhướng mày. Nhìn về phía trong tay đã cuốn ngược đại khảm đao, trong lòng bất đắc dĩ. Ai, vũ khí thông thường đối lên những hung thú này, không quá đủ rồi. Quả nhiên. Ở Diệp Trường Ca đem con thứ hai bạch ngân nhất tinh hung thú gọt thủ phía sau, hắn trong tay đại khảm đao triệt để bạo phát. Tốt ở sau đó đã không cần hắn xuất thủ. Dành ra tay hắn A Nhị cùng A Tam, trực tiếp đồng thời đối với A Tam chiến đấu con mảnh thú kia xuất thủ. 3 năm lần, con kia bạch ngân 1 sao hung thú, liền chết thảm ở 3 cái bạch ngân 3 sao nông phu thủ hạ. Gắn gượng đập chết. Hung thú. Các ngươi không nói võ đức. Kế tiếp chính là A Ngũ bên kia con kia. Cái này chỉ hung thú càng thêm bi thảm. Hung thú. Mà khi A Nhị 4 người đem con mảnh thú kia đánh chết đồng thời, xa xa A Đại bên kia cũng kết thúc chiến đấu. Chúc mừng kiến tập đảo chủ Diệp Trường Ca, ngươi thành công đi qua đảo chủ khảo hạch. Chúc mừng ngươi đã trở thành chính thức đảo chủ, trước mặt đẳng cấp là chính thức đảo chủ. Cuối cùng kết thúc. Diệp Trường Ca trong lòng hô một khẩu khí. Nếu là không kết thúc nói, hắn đều hoài nghi sau một khắc, biết từ hải lý nhảy ra một chỉ hoàng kim cấp hung thú. Đảo chủ đẳng cấp chia làm chính thức, đề giai, trung giai, cao giai. Đi qua khảo hạch sau đó, chỉ cần tuyển trạch tấn cấp khảo hạch, tài năng, mới có thể lên level thành đề giai đảo chủ. Nếu không phải tuyển trạch tấn cấp, như vậy thì biết vẫn dừng lại ở chính thức đảo chủ đẳng cấp này. Đồng thời còn có một cái tình huống, đó chính là tấn cấp thất bại, cũng có nhất định cơ hội bảo trụ chính thức đảo chủ thân phận. Bây giờ Lam Tinh bên trên, đảo chủ tuy là cũng có rất nhiều, có thể trong đó chính thức đảo chủ cũng là chiếm cứ lớn nhất số lượng. Cao giai bên trên còn có đẳng cấp cao hơn đảo chủ. Nhưng những này đối với học sinh lớp 12 mà nói, cũng đã là siêu tiêu phạm vi, Diệp Trường Ca bây giờ còn cũng không phải rất rõ. Đồng thời một ngày đảo chủ đẳng cấp đề thăng, người đảo chủ kia sẽ tương ứng thu được nhất định tiến hóa đề thăng. Tỷ như, Diệp Trường Ca hiện tại nếu không phải bạch ngân cấp, chỉ là hắc thiết cấp lời nói, hắn tiến hóa đẳng cấp là có thể đề thăng tới bạch ngân cấp. Chính thức đảo chủ có thể trực tiếp đề thăng tới bạch ngân cấp. Đây là thuộc về đảo chủ một trong phúc lợi. Thực lực phải nhận được đề thăng. Thậm chí nếu như Diệp Trường Ca bây giờ có thể tấn cấp đề giai đảo chủ, như vậy hắn tiến hóa đẳng cấp là có thể trực tiếp đề thăng tới hoàng kim cấp. Bình thường tiến hóa giả nếu muốn từ bạch ngân cấp đề thăng tới hoàng kim cấp, dù cho mau nữa đều cần mấy tháng. Hơn nữa như vậy đề thăng, nếu như xử lý không thỏa đáng, đều tồn tại nhất định tai họa ngầm. Nhưng mà, mỗi 1 năm đều có như vậy một vài thiếu niên, cũng là có thể ngắn nửa ngắn 1-2 tháng, thậm chí càng thời gian ngắn ngủi trở thành hoàng kim cấp tiến hóa giả. Cái này trên thực tế, đều là bọn họ đi qua tấn cấp khảo hạch, từ chính thức đảo chủ thăng lên làm đê giai đảo chủ, đạt được tưởng thưởng đặc biệt mà tăng lên. Thậm chí trung giai đảo chủ đều có thể trực tiếp đề thăng tới kim cương cấp. Cao giai đảo chủ càng tăng mạnh hơn. Chờ, các loại. Dường như đi qua khảo hạch trở thành chính thức đảo chủ phía sau, là có thể giác tỉnh đảo chủ thiên phú. Ta sẽ giác tỉnh cái gì thiên phú đâu? Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca rất là chờ mong. Quả nhiên, sau một khắc, trong minh minh ý chí truyền đến, Diệp Trường Ca cảm nhận được mình biến hóa. Chúc mừng chính thức đảo chủ Diệp Trường Ca, ngươi thành công giác tỉnh SSS cấp thiên phú, hải đảo chi chủ. SSS cấp thiên phú. Diệp Trường Ca trong lòng mừng như điên. Đảo chủ thiên phú chỉ cần trở thành chính thức đảo chủ, tài năng mới có thể giác tỉnh. Từ thấp đến cao lần lượt là F, E, G, C, B, A, S, SS, SSS. 9 cái đẳng cấp đảo chủ thiên phú, đại đa số đảo chủ thức tỉnh thông thường chỉ là A cấp trở xuống. Có thể giác tỉnh A cấp thiên phú đảo chủ, cái kia trên cơ bản đều có thể trở thành cao giai đảo chủ. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mình có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10. Vượt quá tưởng tượng thiên phú. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyen.audio. Thiên phú. Hải đảo chi chủ đẳng cấp. SSS cấp, năng lực 1. Sở hữu hải đảo tuyệt đối chủ quyền, tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Năng lực 2. Sở hữu thành lập đi qua những thế giới khác vĩnh cửu tính không gian thông đạo. Năng lực 3. Sở hữu phục chế con dân kỹ năng quyền hạn. Năng lực 4. Chưa giải khóa, hoàng kim cấp giải tỏa, năng lực 5. Cái này chính là SSS cấp thiên phú sao? Một cấp bậc giải tỏa một cái năng lực. Diệp Trường Ca trong lòng khiếp sợ, càng nhiều hơn vẫn là mừng như điên. Hơn nữa hiện tại giải tỏa 3 cái năng lực, đều là hết sức cường đại cùng đặc thù. Năng lực 1. Sở hữu hải đảo tuyệt đối chủ quyền, tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Cái này nhìn qua dường như cũng không có cái gì. Dù sao ngươi nhưng là đảo chủ. Tại chính mình trên hải đảo, cũng không phải là liền sở hữu như vậy quyền hạn sao. Nhưng mà, cái này căn bản cũng không phải là như vậy. Cho dù là thân là hải đảo đảo chủ, cái kia cũng không khả năng sở hữu tuyệt đối chủ quyền. Nếu không, những đại thế lực kia vì sao có thể khống chế đại lượng đảo chủ? Đồng thời một ngày trở thành đảo chủ, vậy khẳng định cần nhận người. Nếu không, to như vậy một cái hải đảo, luôn không khả năng chính mình một cái người giải quyết chứ. Về phần đang vô tận hải tiến hành chiêu mộ. Trước không nói chiêu mộ không phải tùy tiện tiến hành, liền nói chiêu mộ phía sau người trung tâm. Bất luận cái gì bị chiêu mộ người đi ra ngoài, hoặc là đặc thù vô tận hải sinh linh, đều chỉ có 50 điểm ban đầu trung thành trị số. 50 điểm đã rất cao. Loại trình độ này đối mặt đảo chủ mệnh lệnh, là biết đi hoàn thành. Thậm chí chỉ cần không phải nguy hiểm cho tính mệnh, chính mình không cách nào hoàn thành mệnh lệnh, đều sẽ đi chấp hành. Nhưng nếu chỉ là mệnh lệnh, mà không chú trọng bồi dưỡng, hoặc là quá mức hà khắc nói, chiêu mộ người trung thành trị số cũng sẽ giảm xuống. Làm trung thành trị số giảm xuống đến 30 điểm trở xuống, cái kia sẽ xuất hiện tùy thời trốn tránh tỷ lệ. Thậm chí 50 điểm trung thành trị số, nếu như xảy ra một ít sự tình, cũng có tỷ lệ nhất định xuất hiện trốn tránh. Chính vì vậy, rất nhiều đảo chủ đối với chiêu mộ người, đều cũng không phải là rất để bụng. Trừ phi là những thứ kia đặc thù chủng tộc, cùng với thực lực cường đại chiến sĩ, lúc này mới tốn hao tâm huyết đi đại lượng bồi dưỡng. Cùng với đề thăng bọn họ đối với mình trung thành trị số. Nhưng những này đối với Diệp Trường Ca mà nói, hoàn toàn không cần. Bởi vì có hải đảo chi chủ cái này SSS cấp thiên phú, vậy chiêu mộ người tới, đối với Diệp Trường Ca mà nói, không có phản bội có khả năng. Nhân vật A đại, chức nghiệp nông phu, thiên phú không, đẳng cấp bạch ngân đỉnh phong, kỹ năng cày ruộng, trồng trọt, tiềm lực lam sắc, trung thành 100, mát trị số. Tại thức tỉnh hải đảo chi chủ phía sau, Diệp Trường Ca liền phát hiện A đại mấy người trung thành trị số trực tiếp mát trị số. Diệp Trường Ca có thể vẫn chưa từng nghe nói hải đảo con dân trung thành có thể đạt được mát trị số. Bởi vì có người nói trung thành một ngày đạt được mát trị số, vậy sẽ không phản bội. Vì vậy, từ giờ trở đi, Diệp Trường Ca chiêu mộ người, không có khả năng phản bội hắn. Đồng thời Diệp Trường Ca hải đảo không muốn những người khác hải đảo giống nhau, một khi bị xâm lấn, là có thể mạnh mẽ chiếm lĩnh. Diệp Trường Ca hải đảo không có khả năng bị xâm phạm. Trừ phi là đem Diệp Trường Ca kích sát, nếu không, không phải khả năng có được Diệp Trường Ca hải đảo. Đây chính là hải đảo chi chủ đệ một cái năng lực. Rất mạnh. Rất đặc thù. Diệp Trường Ca rất hài lòng. Còn như cái thứ hai năng lực, Diệp Trường Ca càng thêm vui mừng. Năng lực 2. Sở hữu thành lập đi qua những thế giới khác vĩnh cửu tính không gian thông đạo. Trở thành chính thức đảo chủ sau đó, là có thể thành lập Lam Tinh cùng Vô Tận Hải không gian thông đạo. Nhưng cái này không gian thông đạo cũng không phải là tùy thời mở ra. Chính thức đảo chủ một ngày chỉ có thể mở ra 2 lần, hơn nữa còn là thứ nhất một hồi cái chủng loại kia. Hơn nữa mỗi một lần mở ra thời gian duy trì, cũng chính là 10 phút. Có thể Diệp Trường Ca cũng là có thể vĩnh cửu mở ra. Thậm chí hắn hiện tại đều có thể thành lập 3 cái không gian thông đạo, mà là giống như còn lại chính thức đảo chủ giống nhau, chỉ có thể cố định ở một chỗ, thành lập một cái không gian thông đạo. Đồng thời còn có một cái đặc điểm. Chính thức đảo chủ cho dù là mở ra không gian thông đạo, cái kia cũng không khả năng đem Vô Tận Hải sinh linh mang tới Lam Tinh. Dĩ nhiên, những thứ kia cây nông nghiệp gì đó, ngược lại là không có quan hệ. Hơn nữa một lần không có khả năng mang ra khỏi rất nhiều thứ. Chính thức đảo chủ hạn mức cao nhất, tự hồ là 100 kg. Vượt lên trước liền cần đánh đổi một số thứ. Đồng thời nếu muốn từ Lam Tinh mang lên tiến hóa giả tiến nhập chính mình hải đảo, đó cũng là tồn tại các loại hạn chế cùng yêu cầu. Hơn nữa hạn mức cao nhất cũng chỉ là hoàng kim cấp tiến hóa giả. Có thể một cái chính thức đảo chủ nếu muốn mang lên một cái hoàng kim cấp tiến hóa giả, tiến nhập chính mình hải đảo, cái kia cần muốn trả giá cao, tuyệt đối làm cho thường nhân khó có thể tưởng tượng. Có thể Diệp Trường Ca cũng là không cần trả bất cứ giá nào. Vĩnh cửu tính không gian thông đạo, có thể cho hắn tùy ý mang ra khỏi chính mình trên hải đảo đồ vật. Thậm chí liền A Đại mấy người, cũng có thể tùy ý mang về Lam Tinh. Đồng dạng từ Lam Tinh mang tới hắn trên hải đảo, cũng là như vậy. Không có bất kỳ hạn chế nào. Diệp Trường Ca dám khẳng định, nếu như chuyện này nói ra, tuyệt đối sẽ làm nổ toàn bộ Lam Tinh. Không hao tổn đi tới đi lui Lam Tinh cùng Vô Tận Hải. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Sở dĩ, bí mật này phải chết thủ. Diệp Trường Ca mắt sáng lên. Tại chính mình không có cường đại tới trình độ nhất định, năng lực này tuyệt đối không thể bại lộ. Hải đảo chi chủ cái thứ 3 năng lực, đối với Diệp Trường Ca mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể nói, đây là hắn tự thân trở nên mạnh mẽ điều kiện tốt nhất năng lực. Sở hữu phục chế con dân kỹ năng quyền hạn. Cái này quả thực khoa trương. Đây cũng chính là nói, Diệp Trường Ca hải đảo con dân có kỹ năng gì, là hắn có thể phỏng chế ra kỹ năng gì. Tỷ như, hắn hiện tại là có thể phỏng chế ra A Đại mấy người kỹ năng. Ách, hay là thôi đi. Nhìn lấy A Đại 5 người đều là giống nhau cày ruộng cùng trồng trọt kỹ năng, Diệp Trường Ca trầm mặt. Cái này tờ mờ giờ cũng có thể xem như là kỹ năng. Không sao, chờ ta chiêu mộ đến chiến sĩ con dân phía sau, ta là có thể sở hữu kỹ năng chiến đấu. Diệp Trường Ca tự an ủi mình. Nói tóm lại, hắn đối với mình SSS cấp thiên phú hải đảo chi chủ năng lực, nhưng là vượt mức thỏa mãn. Không hổ là SSS cấp thiên phú A. Như vậy, bây giờ nói. Diệp Trường Ca nhãn thần một trận, sâu hút một khẩu khí. Là thời điểm trở về Lam Tinh một lần. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả.